để có thể giúp các bạn bán hàng như hơi thở. Xin chào các bạn, mình là Virus Hạnh Phúc đây. Hôm nay mình rất vui khi được ở đây cùng với các bạn, chia sẻ cho các bạn 3 bước để có thể bán hàng được như hơi thở. Vì sao chúng ta lại phải bán hàng như hơi thở ạ? Bởi vì khi mà chúng ta bán hàng thì chúng ta sẽ có gì ạ? Có tiền. Còn nếu chúng ta không bán hàng thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ không có tiền được, đúng không ạ? Vì vậy chúng ta thường có câu nói là bán hàng như hơi thở. Và nhiều người chỉ cần thở ra thôi là đã có tiền, đã bán được hàng rồi. Vì vậy chúng ta phải luôn tập trung vào việc bán hàng, tập trung vào việc kinh doanh. Nhưng các bạn đừng hiểu lầm rằng bán hàng là bán bằng mọi giá, và chúng ta phải bán hàng bằng cách trao giá trị. Vậy thì sau đây Hạnh sẽ chỉ ra 3 cách, 3 cái bước để chúng ta có thể làm và bán hàng được như hơi thở. Ví dụ bạn là một người kinh doanh về, bạn kinh doanh về thực phẩm chức năng, chuyên về dinh dưỡng cho thể thao chẳng hạn, thì làm sao để chúng ta có thể bán hàng như hơi thở ạ? Thì chúng ta cần phải hình thành một cái phong cách sống. Bước đầu tiên là chúng ta cần phải hình thành phong cách sống liên quan đến cái lĩnh vực kinh doanh của mình. Ví dụ chúng ta kinh doanh về thực phẩm chức năng và về dinh dưỡng hoặc cho thể thao, thì chắc hẳn rằng chúng ta phải xây dựng một lối sống vận động lành mạnh. Và bước đầu tiên đó là chúng ta phải chọn được một bộ môn thể thao phù hợp, ví dụ như là chạy bộ chẳng hạn. Và khi mà chúng ta đã chọn được một lối sống năng động lành mạnh thì chúng ta phải thể hiện ra, phải sâu giao với khách hàng. Nếu mà mình kinh doanh về dinh dưỡng thể thao thì chắc chắn mình phải dùng nó để vào lối sống của mình, và mình phải thể hiện được kết quả, mình phải sâu ra được cái kết quả sau khi mà mình sử dụng dinh dưỡng đó đối với việc vận động của mình. Ví dụ bạn có thể sâu ra rằng là trước khi chưa có dinh dưỡng thể thao thì với việc chạy bộ của mình rất là mệt, mình thường về bị đau cơ và mình chỉ chạy được một quãng đường rất là ngắn. Tuy nhiên là sau khi mà mình dùng dinh dưỡng thể thao thì chắc chắn rằng là sức khỏe của mình tốt hơn, cơ của mình tăng lên và mình chạy được quãng đường dài hơn. Và không những là mình sâu ra kết quả mà mình phải thường xuyên có cái thói quen vận động lành mạnh đó để mọi người thấy được rằng mình là một con người có lối sống năng động lành mạnh, và họ, những khách hàng họ thực sự khao khát muốn trở thành mình, muốn trở thành con người năng động, con người khỏe mạnh như vậy. Và bạn phải show những cái hình ảnh đó, những cái video đó lên những cái trang mạng xã hội mà khách hàng của bạn thường xuyên có mặt. Ví dụ như là Facebook profile chẳng hạn, hay là Facebook fanpage, hay Instagram, hay là Twitter, hoặc là những cái trang mạng khác, tùy vào đối tượng khách hàng của bạn. Và bước thứ hai là bạn phải biến mình trở thành chuyên gia ở trong cái bộ môn thể thao, trong một lĩnh vực đó. Tức là ví dụ bạn chạy bộ rồi thì bạn phải có được những cái mục tiêu ngày càng cao hơn. Đầu tiên bạn chỉ chạy vì sức khỏe, sau đấy là bạn sẽ chạy những cái giải marathon cho các cự ly, ví dụ là 5 cây, 10 cây, 15, 21 cây hay là 42 cây. Bạn nâng dần mức độ chuyên nghiệp của mình ở trong cái bộ môn đó, kèm theo với kiến thức về dinh dưỡng để chúng ta có thể tư vấn cho khách hàng tốt hơn, và họ phải thấy rằng cô bé này có thể chạy được 42 cây, cô ấy rất hiểu về dinh dưỡng dành cho vận động. Vì vậy khi mà họ nghĩ ngay đến việc là họ vận động và cần dinh dưỡng thì họ sẽ nghĩ ngay đến mình, với một cái hình ảnh cô gái cực kỳ khỏe mạnh, cực kỳ tự tin và hiểu biết về dinh dưỡng, trở thành cái chuyên gia, không những là chuyên gia về dinh dưỡng mà chuyên gia về chạy bộ. Và làm sao chúng ta có thể bán hàng như hơi thở? Không những là chúng ta phải show những hình ảnh, những video đó trên những trang mạng mà khách hàng của chúng ta thường xuyên có mặt, mà chúng ta phải ở nơi mà khách hàng thường xuyên có mặt, ở offline. Ví dụ khi khách hàng tiềm năng của bạn là những người ưa thích chạy bộ thì chắc hẳn rằng bạn phải chạy bộ, và bạn phải chạy ở những nơi mà có rất là đông người chạy, ví dụ như là công viên, ví dụ như là những cái khuôn viên gần nhà, hay là những phòng tập gym. Bạn phải ở nơi mà khách hàng xuất hiện nhiều nhất, và những từ bạn nói ra, những lời bạn thở ra thì đều phải là phục vụ mục đích là kinh doanh. Ví dụ họ sẽ hỏi bạn là ôi tại sao em có một cái thân hình đẹp thế,
có hẳn múi ở trên bụng này, thân hình rất là nóng bỏng, rất là sexy. Chị cũng mong muốn được như em có thể giúp chị bằng cách nào được không? Đấy, thì đấy, khi mà họ thấy bạn như vậy thì họ mong muốn trở thành bạn như vậy, thì đó là chúng ta đã gây được cái sự tò mò của khách hàng. Và bạn có thể chia sẻ đúng cái câu chuyện thật của bạn với khách hàng, chị sẽ tăng cái độ tin cậy, tạo sự tin tưởng, và chúng ta có thể trở thành những người bạn của cùng với khách hàng, chia sẻ cùng với nhau những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm, cái kiến thức về chạy bộ, về dinh dưỡng. Và dần dần thì chắc chắn rằng họ sẽ yêu mến chúng ta và họ sẵn sàng mua hàng từ chúng ta. Các bạn nên nhớ rằng khi bất cứ một khách hàng nào mua bất cứ một sản phẩm nào từ bạn, không phải là họ mua sản phẩm mà là họ mua con người, họ mua chính bạn. Bạn là người tạo cho họ sự gần gũi, tạo cho họ sự tin cậy, vì họ tin cậy và họ mong đợi cái kết quả của sản phẩm từ bạn, cũng giống như là cái việc mà mình chia sẻ kết quả của mình, cho nên là họ mới mua hàng từ bạn, chứ không phải là họ chỉ mua sản phẩm đâu, đúng không ạ? Ví dụ bạn muốn khách hàng của bạn muốn giảm cân thì chắc hẳn rằng họ mong muốn rằng họ cũng giảm cân được như bạn này, họ cũng mong muốn rằng sau khi họ sử dụng sản phẩm họ cũng có kết quả được như bạn, đúng không ạ? Bạn phải làm, bạn phải xuất hiện ở offline và online đều giống như nhau, đều tạo thành cho mình cái thương hiệu cá nhân, và đó cũng chính là cái tính cách, cái phong cách sống mà mình mong muốn hướng đến, chứ không phải là giả tạo được đâu, đúng không ạ? Khi mà mình giả tạo thì người đầu tiên mà không cảm thấy hạnh phúc đó chính là mình, cho nên là mình phải hướng đến cái phong cách sống mà mình mong muốn sống, mình thực sự mình đam mê với nó, và mình sâu ra cho mọi người thấy là mình thực sự đam mê với nó, mình hiểu biết với nó, và mình mong muốn chia sẻ cái giá trị, những cái kiến thức liên quan đến phong cách sống của mình với nhiều người hơn nữa. Và bước thứ ba, sau khi bạn đã bán hàng được như hơi thở, để bạn, doanh nghiệp của bạn bán hàng được như hơi thở, thì bạn phải đào tạo lại cho những nhân viên, những thành viên trong đội nhóm của bạn cách để họ bán hàng như hơi thở cũng giống như bạn. Họ phải có được cái phong cách sống gắn liền với công việc kinh doanh của mình, để mỗi khi họ xuất hiện, hoặc là họ xuất hiện hoặc người khác nghĩ đến họ, sẽ nghĩ ngay đến họ và cái phong cách sống mà họ mong muốn hướng đến, để nghĩ ngay đến cái sản phẩm mà chúng ta, sản phẩm đằng sau cái phong cách sống đó là gì bạn nhé. Hạnh rất mong là với video này đã chia sẻ cho bạn được một điều gì đó hữu ích, để giúp cho công việc bán hàng, công việc kinh doanh của bạn trở nên tốt hơn, trở nên thuận lợi hơn, và có được doanh số ngày càng cao hơn và phát triển hơn. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về video này hay là bất cứ nội dung gì thì làm ơn hãy comment ở phía dưới, và hãy subscribe kênh của Hạnh để có thể nhận được những cái thông tin hữu ích, cái video hữu ích nhất, từ mới nhất từ Hạnh nhé. Cảm ơn các bạn.